một kinh nghiệm về hướng dẫn khai thị. Diệu Âm xin kể ra một câu chuyện có thật để mình thấy. Đầu tiên là mình biết được phương pháp để dụ dỗ cho được người bệnh. Có một vị đồng tu biết niệm Phật, khi đó cũng nhờ Diệu Âm đến nói chuyện với người mẹ của mình. Khi Diệu Âm đến nói chuyện thì nghe bà cụ cũng hứa niệm Phật, bà cụ cũng muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng có một điều như thế này, khi phát hiện ra, Diệu Âm có nói với người con là hãy làm như vậy, như vậy. Dù đã biết hộ niệm, muốn mẹ mình giảng sanh, nhưng hình như người con không chịu làm theo. Chuyện là người mẹ không muốn ở cái nhà đó, mà người con lại bắt buộc mẹ mình phải tới cái nhà đó để ở. Lý do vì cái nhà này có thờ Phật, có trang trí hình Phật. Còn căn nhà người mẹ đang ở thì nơi đó không ai biết tu. Vì thế, người con muốn người mẹ phải về căn nhà thích hợp này. Diệu Âm cũng thấy sự thích hợp đó, nên khuyên bà cụ hãy về cái nhà này để được thuận lợi hơn. Nhưng có một lần bà cụ nói như thế này: tôi nói thiệt với chú, thà tôi xuống địa ngục, chứ tôi không chịu về cái nhà này đâu. Khi nghe bà cụ nói như vậy, thì tôi mới nói với người con, hãy mau mau đem bà cụ trở về căn nhà bà cụ thích. Có như vậy, may ra bà cụ mới có thể được giáng sanh. Thì người con nói, không được đâu, về bên đó thì nhất định mẹ tôi không được giáng sanh. Tại vì bên đó, người ta không biết tu. Tôi nói với người con, muốn cho người mẹ mình an tâm niệm Phật, thì phải chiều người mẹ của mình hết mức. Người mẹ của mình tới đó mà bà thấy an tâm, bà thấy vui vẻ, thì chính chỗ đó là chỗ bà cụ mới có thể được giáng sanh. Trở về đây, dù không khí này rất thuận lợi để tu hành, nhưng khi trở về đây, bà cụ lại thấy nóng nảy, khó chịu, phiền não, thì nhất định không thể nào mình có thể hộ niệm hay giúp gì cho bà cụ giáng sanh được. Rõ ràng, bà cụ đã quyết thề, thà tôi xuống địa ngục chứ không chịu ở cái nhà này. Như vậy mà chỉ còn bắt bà cụ về nhà này thì chắc chắn không cách nào bà cụ có thể an tâm niệm Phật được hết. Ấy thế mà, người con cũng quyết lòng tìm mọi cách bắt buộc bà cụ phải về ở tại căn nhà mà bà không thích đó. Thấy như vậy, tôi đành lặng lẽ ra về, và trong tâm của tôi nghĩ rằng bà cụ này không có cách nào có thể được giảng sanh. Dù rằng bà cụ cũng có niệm Phật, bà cụ cũng có nguyện giảng sanh. Xin thưa với chư vị, khai thị là gỡ những điều gút mắt của người bệnh. Khai thị là xóa đi những cái phiền não của người bệnh, chứ không phải khai thị là xóa đi những phiền não của người hộ niệm. Người con muốn người mẹ được giáng sanh, thì người con phải làm sao giúp cho người mẹ không phiền não, chứ đừng bắt người mẹ phải làm sao cho người con không phiền não. Nếu sơ ý, vô tình chúng ta không cách nào có thể giúp một người giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Đây chính là sự khai thị, chứ không phải cứ ngồi trước bà mẹ của mình rồi nói oan oan, hết lý này đến lý nọ, ngày nào cũng nói, cũng bắt bà mẹ mình phải niệm Phật nghe, phải lánh xa những người đó nghe, phải làm này, phải làm nọ, đủ thứ hết. Mà bên cạnh thì không chịu để tâm đến ý muốn, sở thích của người mẹ mình là gì. Đây là một việc làm phản ngược, hay gọi là phản khai thị, phản hướng dẫn. Vì thế, thường thường khi hộ niệm, mình cần nên hỏi người nhà để biết người bệnh đó ghét cái gì, hầu tìm cách giúp cho bà cụ đừng gặp phải nguyên nhân sinh ra phiền não. Ví dụ như, có nhiều bà cụ tính tình lạ lắm. Bà không muốn treo tượng Phật trong phòng của bà. Mà trong pháp hộ niệm thì nói rằng có thể treo được. Nhưng khi để hình Phật trong phòng thì bà cụ cho rằng như vậy là quá bất kính. Hiểu được điều này, trước đó mình có thể khai giải. Không sao đâu mẹ, không sao đâu bác, có thể để được. Nhưng bà cụ nhất định cũng không chịu. Khi bà cụ nhất mực không chịu thì mình phải chịu bà cụ. Nghĩa là mình phải để hình Phật ở phòng ngoài, đặt chỗ nào trang trọng. Khi hộ niệm thì mời bà cụ ra, như vậy là đúng. Không thể nào áp dụng nguyên tắc một cách cứng nhắc. Đừng nghĩ rằng hộ niệm có thể để được hình Phật trong phòng thì mình cứ việc để, vì phòng của bà cụ mà. Trong khi bà cụ không chịu, nếu mình vẫn nhất mực làm vậy, áp dụng nguyên tắc cứng rắn như vậy, thì người đó sẽ mất phần giảng sanh. Thật là oan uổng. Trích Tọa Đàm 4.
Một trường hợp được hướng dẫn khai thị hộ niệm thật ấn tượng. Ngày hôm qua, Diệu Âm có kể câu chuyện một người đang bị bệnh ở Tuy Hòa đã sắp chết mà cứ mở băng hộ niệm là một pháp tu ra nghe. Diệu Âm mới khuyên cô ta không được nghe băng đó nữa, vì cái băng đó chẳng qua là lời dẫn giải cho người bệnh niệm câu A-di-đà Phật để giảng sanh. Một người bệnh sắp chết mà không chịu niệm Phật lại nghe cái băng đó thì không cách nào có thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Tu hành có nhiều người thường hay lầm lẫn giữa phương tiện và cứu cánh. Những lời nói khai thị này chẳng qua là giúp cho người bệnh biết được cách thực hành để giảng sanh. Cách thực hành đó chính là niệm câu A-di-đà Phật, chứ không phải là nghe những lời Pháp nói ra. Đã đối trước cái chết rồi thì không còn con đường để suy nghĩ nữa. Phải niệm một câu A-di-đà Phật mới thành tựu. Cách đây 2 năm, khi đi qua bên Âu Châu, một chuyến đi rất ngắn ngủi, nhưng Diệu Âm đã gặp một chuyện rất ấn tượng rất là sâu sắc. Có một vị đó bị ung thư phổi đang nằm trong viện dưỡng lão. Vì không có nhà thương nào nhận hết, nên viện dưỡng lão thương tình mới nhận cho vị đó tới nằm để chờ chết. Diệu Âm được người ta dẫn tới gặp vị đó. Vị đó hoàn toàn không có vợ, không có con, không anh em gia đình gì hết, nghĩa là sống một mình. Khi đến thăm thì thấy rõ ràng đúng là một người đang bị ung thư, trong tình trạng chờ từng ngày một để chết. Thì tới đó, Diệu Âm có hướng dẫn khuyên anh ta niệm Phật, và anh ta cũng đã hạ quyết tâm là nhất định niệm Phật để về Tây Phương. Trên bàn của anh ta có một quyển kinh A-di-đà và một quyển sách nữa. Đó chính là tập Khuyên Người Niệm Phật số 1, quyển đã ấn tống ở bên Âu Châu. Ngoài bìa có in hình Đức Quán Thế Âm. Diệu Âm hỏi anh, hàng ngày anh tụng kinh A-di-đà phải không? Anh nói, thường có tụng. Rồi cuốn sách này là để làm gì? Ngày nào tôi cũng đọc cuốn sách này hết, vì nhờ tập sách này mà tôi biết được niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tôi mừng lắm. Trước sau tôi nói chuyện với anh ta cũng khá lâu. Tôi cũng đã làm đủ thủ tục giống như một cuộc hộ niệm, làm ngắn gọn chứ không có nhiều. Tôi nói, anh biết con đường về Tây Phương rồi, và anh quyết lòng đi như vậy thật là tốt. Bây giờ tôi hỏi anh nhé, anh có cái mộng ước gì cuối cùng nữa không? Anh cho tôi biết, thử coi tôi có cách gì giúp được cho anh không? Anh ta nói rằng, tôi muốn cuối đời của tôi trước khi chết gặp được cư sĩ Diệu Âm. Tôi mới mắc cười quá. Tôi nói, dễ. Tôi xin giới thiệu với anh, tôi chính là cư sĩ Diệu Âm từ bên Úc Châu qua đây. Chỉ còn mấy ngày nữa là tôi về lại Úc rồi. Anh ta mừng quá. Tôi nói, anh muốn gặp tôi, vậy tôi xin bắt tay với anh để kết thành anh em. Rồi tôi nói tiếp, bây giờ anh đã gặp được cư sĩ Diệu Âm rồi, đúng không? Như vậy thì tôi nói sao anh nghe vậy, được không? Được. Bây giờ điều trước tiên, quyển sách Khuyên Người Niệm Phật tập 1 này là do tôi viết. Nhưng bắt đầu từ giờ phút này, tôi không muốn anh cầm quyển sách này lên đọc nữa. Anh có chịu không? Anh ta trố mắt lên nhìn. Tôi nói tiếp, thật sự cuốn sách này dù thế nào đi nữa thì cũng là do một người phàm phu viết ra. Và quyển sách này là Khuyên Người Niệm Phật, tức là khuyên anh niệm Phật phải không? Bây giờ trước giây phút sắp chết rồi, rõ ràng là anh đang nằm chờ từng ngày để ra đi, mà anh không chịu niệm Phật lại đọc cuốn sách này. Dù anh đọc cho tới thuộc lòng những câu văn hay trong đó, thì khi tắt hơi rồi, anh sẽ đi đâu? Cho nên anh muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà bây giờ đây anh còn cầm cuốn sách này lên đọc, thì nhất định anh không được giảng sanh. Anh hãy mau buông nó ra để niệm câu A-di-đà Phật. Quyển sách này chỉ là phương tiện dẫn anh tới câu A-di-đà Phật. Bây giờ trước lúc chết rồi mà anh không chịu niệm Phật, lại đọc cuốn sách này để làm chi? Tôi nói làm cho anh cảm thấy thấm thía quá và hứa làm theo. Rồi tôi cầm quyển kinh A-di-đà lên và nói, đây là quyển kinh của Phật dạy. Trong kinh A-di-đà cũng dạy anh niệm câu A-di-đà Phật nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Phật dạy 4 lần trong này đúng không? Đúng.
Như vậy bây giờ mà anh còn cầm quyển kinh này tiếp tục đọc nữa thì anh cũng có thể mất phần giảng sanh. Anh mau mau buông kinh này xuống để niệm câu A Di Đà Phật, nguyện giảng sanh Tây Phương. Làm như vậy tức là anh đã đọc hết kinh này rồi. Nói chung, hai quyển này không còn ích lợi gì cho anh nữa cả. Đó chẳng qua là phương tiện dẫn dắt anh qua bờ giác. Anh biết đạo rồi, thì bây giờ anh phải buông tất cả những cái này xuống để anh đi thành Phật. Niệm câu A-di-đà Phật là anh đi qua bờ giác đó. Anh không được quyền cầm quyển kinh này, cầm quyển sách này lên đọc nữa. Nếu anh nghe lời tôi thì anh về Tây Phương trước, rồi về đây cứu tôi với. Còn nếu anh không nghe lời tôi, thì sau một tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ đi rồi. Anh ở lại đây, muốn làm sau đó thì làm. Thật sự là thấm thía. Trước khi chia tay ra về, tôi còn nhớ một lời nói của anh. Chúng ta đã đi một nước cờ tuyệt vời, nước cờ đi về Tây Phương. Tôi có nhắn nhủ với các vị y tá tại đó rằng, khi mà anh ta chết, thì xin chư vị chỉ cần đóng tất cả các thứ ống không khí, nước biển gì đó lại, rồi để nguyên cái thân như vậy và liên lạc liền các vị đồng tu để họ tới cầu nguyện giùm cho anh ta. Các vị y tá cũng chấp nhận và hứa sẽ làm đúng như vậy. Khi Diệu Âm đi về rồi thì một tuần sau anh ta chết. Trong cái ngày chết đó, anh yêu cầu các vị y tá không truyền thuốc gì hết, cũng không cần thở oxy nữa, để cho anh ta ra đi. Các vị y tá cũng chấp nhận sự yêu cầu này. Khi anh ta đi rồi thì họ mới gọi các vị đồng tu tới hộ niệm. Các vị đồng tu có người ở gần nhất với anh cũng cách xa hơn 200 cây số. Thành ra khi anh chết rồi thì hơn 2 tiếng đồng hồ sau các vị đó mới tới hộ niệm được. Tình thật mà nói, khi đó tinh thần hộ niệm ở bên Âu Châu không vững lắm, không biết rõ lắm. Tôi chỉ hướng dẫn sơ qua mà thôi. Khi họ hộ niệm khoảng chừng chưa tới 5 tiếng đồng hồ thì y tá lại thông báo phải ngưng để họ chuyển cái xác đi. Như vậy từ lúc chết cho đến lúc chuyển thân xác đi cỡ chừng 7 tiếng đồng hồ, người ta phát hiện ra một hiện tượng lạ là toàn thân xác của anh ta mềm mại. Người ta đặt xác trong một cái cuộn gì đó, bồng xác anh lên. Mấy vị y tá đó mới giật mình và hỏi rằng mấy người cầu nguyện cách nào mà hay vậy? Hơn 7 tiếng đồng hồ, tại sao thân xác còn mềm mại? Thật quá hay. Người ta chỉ biết như vậy mà thôi. Thành thật, khi nghe kể lại câu chuyện này, thì tôi nhớ cái ấn tượng sâu sắc đó. Chứ chính Diệu Âm cũng không xác định là người đó có được giảng sanh hay không, vì lúc đó mình không có tại chỗ đó. Và những người hộ niệm đó cũng không có kinh nghiệm lắm. Nhưng chỉ biết rõ một điều là vị đó chỉ từ khi đọc được một cuốn Khuyên Người Niệm Phật số 1 rồi phát tâm niệm Phật, đến khi đã bị ung thư phổi, người nhà không có ai hết. Họ chuyển anh đến nằm trong một cái phòng riêng ở viện dưỡng lão để chờ chết. Anh ta niệm Phật không biết bao lâu, nhưng trước những giờ phút ra đi, anh đã hạ quyết tâm. Anh nói, như vậy là tôi biết rồi, tôi sẽ giữ một câu A-di-đà Phật mà niệm tới cùng. Diệu Âm có dặn dò tất cả những gì cần thiết để cho anh ta ra đi. Khi đi xong, việc hộ niệm cho anh cũng không được hoàn toàn, vì 2 tiếng đồng hồ sau mới có người tới hộ niệm, và lúc đó những người đó thật ra cũng còn mập mờ. Họ tới chỉ có niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật là cùng. Vậy mà khi ra đi để lại một thoại tướng tốt bất khả tư nghị như vậy, làm cho tôi có cái ấn tượng rằng hình như anh ta đã được giảng sanh, chứ không phải là chuyện bình thường. Anh ta thật sự đã có tín nguyện hạnh đầy đủ. Câu chuyện này nó hàm chứa một lời khai thị rất sâu sắc rằng muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, không trước thì sau, không sau thì trước, cũng phải thực hiện cho được câu A-di-đà Phật trong tâm của mình. Nếu bây giờ mình vẫn còn chập chờn, còn lo nghĩ, tính toán, còn tìm hiểu, còn thêm cái này, thêm cái nọ, thì xin thưa rằng, những việc tìm hiểu của mình, nó sẽ nhập vào trong tâm của mình những chủng tử khác. Coi chừng nó đuổi câu A-di-đà Phật ra khỏi tâm mình mà mình không hay. Ví dụ, nếu như anh đó vẫn tiếp tục đọc quyển sách Khuyên Người Niệm Phật hàng ngày, tôi nghĩ rằng
Khi anh nằm xuống rồi, tức là trước phút lâm chung, anh vẫn cứ nhớ những câu văn, những lời nói rất hay, rất thấm thía trong tập sách, thấm thía đến nỗi phải rơi nước mắt. Thì nhất định anh ta khó có thể nào niệm Phật được, chịu thua. Tại sao anh ta quyết lòng buông bỏ? Tại vì đã đối trước cái chết rồi. Còn chúng ta tại sao không dám buông bỏ? Tại vì nghĩ rằng ta chưa tới lúc chết. Thật ra, cái chết nó đến bất cứ lúc nào. Nhiều khi nằm một đêm sáng ra, trong khi mặt trời chưa kịp mọc mà ta đã đi hồi nào không hay. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, hãy lấy chữ chết mà dán trên trán, thì tự nhiên mình sẽ quyết tâm niệm Phật, quyết lòng không còn tham cái gì nữa cả. Ngài Ấn Quang là một đại tôn sư, đặc biệt đã nói ra một lời như thế này. Lập một đạo tràng không cần giảng pháp, niệm một câu A-di-đà Phật mà đi tới cùng. Có nhiều người hỏi, tại sao là Hòa Thượng chủ trương giảng pháp, còn Ngài Ấn Quang thì lại nói không? Tôi nói rằng, Hòa Thượng Tịnh Không giảng cho những người không tin, giảng cho những người chưa biết câu A-di-đà Phật. Ngài là vì không có trụ xứ. Vì không có trụ xứ, cho nên Ngài phải đưa cái pháp này đến khắp nơi để cho những người chưa biết niệm Phật quay đầu về câu A-di-đà Phật. Khi đã quay đầu về với câu A-di-đà Phật rồi, thì Ngài lại nói, tất cả phải buông xuống hết. Pháp thượng ưng xả, để mà niệm câu A-di-đà Phật. Nếu người nào chập chờn thì coi chừng bị trở ngại. Thưa với chư vị, nếu mà trong quá khứ không có gì trở ngại, thì chính tôi là một trong 7 người Việt Nam tham gia cái khóa tu học đặc biệt ở tại Tu Quang Ba, Úc Châu trong 9 năm. Lời răn dạy đầu tiên của Ngài là quý vị vào đây không được nghe pháp lung tung, chỉ được nghe pháp nào một pháp mà thôi. Có vậy thì quý vị mới thành công. Còn pháp nào quý vị cũng muốn nghe thì coi chừng sau cùng lỡ cỡ giữa đường, không thành đạt được gì cả. Lý do là nhất định làm sao cho câu A-di-đà Phật nhập vào tâm quý vị trước đã, rồi quý vị mới được đi ra giảng pháp. Nếu câu A-di-đà Phật chưa nhập vào tâm mà đi ra giảng pháp, thì coi chừng toàn là thứ tự điển giảng, chứ không phải tự tâm giảng đâu. Những lời nói của Ngài tuyệt vời vô cùng. Chúng ta ở đây không ai là thầy của ai, nhưng chúng ta nên nghe theo lời của Ngài. Hãy làm sao đầu tiên phải để câu A-di-đà Phật nhập vào tâm mình trước đã. Khi câu A-di-đà Phật nhập vào tâm mình rồi, thì tự câu A-di-đà Phật phát quang. Lúc đó, tự nhiên ta sẽ ứng đối được. À, thì ra tâm này là pháp, chứ không phải pháp ở từ bên ngoài. Tin thật là như vậy. Cho nên chúng ta đang nói về khai thị, chứ thật ra là để củng cố niềm tin, củng cố câu A-di-đà Phật cho vững trong tâm, để mình cùng đi về Tây Phương, không có gì khác hơn vậy. Trích Tọa Đàm 33.